Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của iDuoAudio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về chiếc Earfun Air Pro 2. Đây là cái phiên bản nâng cấp của chiếc Earfun Air Pro bản trước, với một cái thiết kế hoàn toàn mới cùng những cái công nghệ hiện đại hơn. Thì chúng ta sẽ trông chờ gì ở một chiếc tai nghe fanship mới của Earfun này? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và đánh giá chiếc tai nghe này nhá. Đây, trên tay mình là cái hộp đựng của chiếc Earfun Air Pro 2. Các bạn có thể thấy một cái hộp được thiết kế với cái kích thước nhỏ hơn so với những cái hộp đựng của thế hệ trước. Chúng ta vẫn có cái logo Earfun ở đây này, cái tai nghe nằm ở đây và những cái thông tin nổi bật nhất của chiếc tai nghe nằm ở đây. Bên cạnh đây thì có cái logo Bluetooth 5.2 này. Và phía sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tính năng của chiếc Earfun Air Pro 2. Cái điểm nổi bật nhất của chiếc Earfun Air Pro 2 này đó chính là cái khả năng chống ồn chủ động của nó, với cái khả năng chống ồn lên đến 40 dB, cũng được tích hợp đến tận 6 mic giúp tăng cường cái khả năng chống ồn cũng như là cái khả năng đàm thoại cho chiếc tai nghe. Thay vì cái Bluetooth 5.0 thì chiếc tai nghe này đã sử dụng Bluetooth 5.2, vẫn sử dụng driver là 10mm làm bằng vật liệu composite và được phủ titan giúp tái tạo âm thanh một cái chi tiết với âm trầm sâu hơn. Tai nghe có cái thời lượng nghe nhạc là 7 giờ và có thể kéo dài lên đến 34 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng độc lập từng bên tai một, bên trái cũng được và bên phải cũng được nhá. Tai nghe cũng được trang bị khả năng chống nước là IPX5. Với khả năng chống nước là IPX5 thì các bạn hoàn toàn có thể tập gym, chạy bộ hoặc đi xe đạp. So với chiếc Earfun Air Pro bản cũ thì chiếc Earfun Air Pro 2 này đã được tích hợp thêm cái khả năng sạc không dây cho cái hộp đựng các bạn nhá. Thêm nữa thì tai nghe cũng được tích hợp cái cảm biến tiệm cận, giúp cho chiếc tai nghe có thể tự động dừng phát nhạc khi chúng ta cho lên tai và bỏ tai ra. Tất nhiên nó cũng sẽ được tích hợp thêm cái tính năng Ambient Mode và tính năng Normal. Chúng ta có thể chuyển đổi giữa ba cái chế độ chống ồn, xuyên âm, thông thường bằng cách điều khiển ngay ở trên tai nghe các bạn nhé. Một cái điểm nâng cấp nữa đó là nó có thể tăng giảm âm lượng. Trước đây Earfun Air Pro không có khả năng tăng giảm âm lượng. Rồi cuối cùng thì Earfun Air Pro vẫn được sản xuất tại Trung Quốc thôi. Đây, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Đây là phía bên trong của cái hộp đựng. Đây, chúng ta sẽ có một cái hộp được đặt rất là gọn gàng và cẩn thận ở trong cái khay này. Đây, chúng ta vẫn sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Tiếp theo là cái cọng cáp tiêu chuẩn, một đầu USB và một đầu USB Type-C thôi, cũng không có gì đặc biệt. Ở đây sẽ có hai bộ mút giống hệt nhau với 3 size SML. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái hộp đựng và chiếc tai nghe luôn. Đây là cái hộp đựng của chiếc Earfun Air Pro bản 2. Cái cảm nhận đầu tiên của mình đó là một cái hộp đựng được làm với cái thiết kế tròn trịa hơn và nó vừa vặn ở trong tay mình hơn. Các bạn có thể thấy cái hộp đựng của cái phiên bản cũ có cái kích thước lớn hơn một chút so với cái phiên bản mới. Cái trọng lượng của cái hộp này thì nó cũng khá là nhẹ. So với cái trọng lượng của chiếc Earfun Air Pro đời đầu thì nó có phần nhẹ hơn một chút. Và cái cách thiết kế hộp đựng của cái phiên bản mới thì nó cho mình một cảm giác là nó liền mạch hơn và nó đơn giản hơn so với cái phiên bản cũ. Chúng ta sẽ có một cái logo Earfun được khắc chìm và được sơn bóng ngay ở phía trước này, nhìn rất là xịn sò. Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái đèn báo trạng thái của cái hộp. Thông qua cái đèn báo trạng thái này thì chúng ta sẽ biết được cái thời lượng pin của cái hộp đựng này. Khi các bạn sạc thì nó sẽ báo hiệu màu đỏ và khi các bạn sạc đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Phía sau thì chỉ còn một cái cổng USB Type-C thôi. Phía bên dưới này chúng ta sẽ có những cái thông số kỹ thuật của cái hộp, ví dụ như cái nguồn đầu vào của nó là 5V 1A, và cái hộp này có dung lượng pin là 500mAh. Cái hộp này nó được tích hợp công nghệ sạc không dây nên là khi mà các bạn đặt lên cái dock sạc không dây thì nó sẽ ngay lập tức sạc luôn cho chiếc tai nghe này. Nói chung là đây là một cái hộp rất là vừa vặn và đủ bé để chúng ta có thể cầm gọn gàng ở trong lòng bàn tay. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem cái tai nghe ở bên trong nhá. Đây, cái nắp hộp được mở ra một cách rất là dễ dàng và nó được hít chặt bởi nam châm. Cái lực hít cũng rất là tốt. Và nếu như các bạn có lắc rất là mạnh thì cái nắp hộp này nó cũng không bị bung ra đâu. Bên trong là cái tai nghe, có cái ký hiệu LED RAI để chúng ta phân biệt. Khi chúng ta đặt vào, các bạn lưu ý để đúng chiều của nó nhá, thì nó mới có thể sạc được cho chiếc tai nghe. Ở ngay chính giữa của cái hộp này sẽ có một cái nút dùng để reset và repair chiếc tai nghe. Cái phần khay đựng hai cái tai nghe này đã được làm sâu hơn một chút so với cái phiên bản đầu tiên, giúp cho khi mà chúng ta thay những cái bộ mút cao cấp hơn, ví dụ như là SteamFit CP360, thì nó vẫn có thể cho vào fit ở trong cái hộp này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về chiếc tai nghe này nhá. Đây, trên tay mình là chiếc Earfun Air Pro phiên bản 2.
các bạn có thể thấy một cái thiết kế mới hoàn toàn, đúng không ạ? Nhìn nó mềm mại và nó đơn giản hơn so với cái phiên bản trước. Cá nhân mình thì mình thấy rằng cái phiên bản trước nó mang lại cái cảm giác là hầm hố và cá tính hơn. Tuy nhiên ở cái phiên bản mới này có cái sự chắc chắn, có cái sự tròn trịa và có cái độ hoàn thiện cực kỳ tốt. Và trong cái quá trình mình sử dụng thì mình thấy rằng là cái thiết kế mới này nó mang đến cái độ tiện dụng hơn, thoải mái hơn so với cái phiên bản cũ. Và mình thích thiết kế như này hơn, nó đơn giản, nó sử dụng tốt được cho cả nam cả nữ. Đây, chúng ta có thể nhìn kỹ chiếc tai nghe này. Cái phần Felix của nó được thiết kế khá là giống so với chiếc Earphone Air. Các bạn có thể thấy một cái mặt Felix được làm bóng với cái logo Earphone nằm trên cái phần thanh ngang này. Và cái phần tròn ở phía trước này nó chính là cái phần cảm ứng. Chúng ta sẽ tap vào đây để điều khiển chiếc tai nghe. Và trên chiếc Earphone Air Pro 2 này thì cái phần cảm ứng của nó nhạy hơn cái đời cũ rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần chạm nhẹ thôi nó đã điều khiển được rồi. So với cái phiên bản cũ thì phần housing này nó đã được làm nhỏ hơn, thon gọn hơn, từ cái thanh dài cho đến cái phần củ tai. Đây, mình sẽ đeo cả hai cái tai nghe cũ và mới lên. Đây, với cái phiên bản cũ nó sẽ bị trồi ra ngoài nhiều hơn. Và cái phiên bản mới thì cái phần housing này nó trồi ra ít hơn rất là nhiều. Nên là với cái phiên bản mới này, khi mà các bạn nằm hoặc là khi các bạn đội mũ bảo hiểm full face thì nó sẽ không bị vướng, không bị khó chịu và nó không bị rớt ra. Còn ở trên chiếc Earphone Air Pro bản cũ, nếu như các bạn đội mũ bảo hiểm full face hoặc là các bạn nằm ở trên gối thì các bạn sẽ cảm thấy nó bị trồi ra và khó chịu hơn. Ngay ở phía đuôi của cái thanh này chúng ta sẽ có một cái microphone, và cái microphone này thì nó sẽ dùng để đàm thoại. Còn ở trên tai nó sẽ có thêm hai cái microphone nữa, một cái microphone nằm ở phía hông này và một cái microphone nằm ở trong tai. Cái microphone ở bên hông này chính là cái microphone để thu lại cái âm thanh xung quanh và cung cấp cho chúng ta hai cái chức năng chống ồn và xuyên âm. Khi mình quan sát kỹ thì mình thấy rằng với cái phần cấu tạo nằm ở phía đằng sau của chiếc tai nghe và nó được làm lõm vào một chút như này, nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta đi xe máy thì cái tai nghe này nó sẽ ít bị cái tiếng gió rít khi chúng ta bật chế độ chống ồn hoặc chế độ xuyên âm hơn so với cái thế hệ trước, cũng như là so với những chiếc tai nghe có khả năng chống ồn ở trên thị trường. Và phía mặt bên trong này, ngoài cái phần microphone ở bên trong tai nghe thì nó vẫn còn một cái cảm biến tiệm cận. Những cái cấp nối của chiếc tai nghe này thì được Earphone làm một cách rất là đẹp, rất là liền mạch. Cái phần ống dẫn âm của nó cũng được làm khá là ngắn để nó không bị nhét quá sâu vào trong tai của chúng ta. Cái phần filter này nhìn rất là xịn, nó được làm bằng kim loại. Cái mút tai mới của Earphone nó cũng cứng cáp và nó cũng dày dặn hơn so với những cái mút tai của cái thế hệ trước. Cái phần chấu sạc bằng đồng thì nó được làm lõm sâu một chút để nó đỡ bị bám bụi hơn. Đây, để mình đeo chiếc tai nghe này lên để cho các bạn xem nhá. Đây, nó đeo lên rất là dễ. Đó, các bạn có thể thấy. Và bây giờ mình sẽ lắc cho các bạn xem là nó có bị rơi ra không nhá. Đó, nó bám cực kỳ chắc. Và do cái trọng lượng của nó rất là nhẹ nên là khi mà đeo lên thì cái cảm giác đeo của nó rất là thoải mái. Về cái khả năng chống ồn của cặp tai nghe này thì mình thấy rằng đây là một cặp tai nghe chống ồn rất là tốt. So với cái phiên bản cũ thì mình thấy rằng là cái phiên bản mới này chống ồn tốt hơn, với khả năng loại bỏ được tiếng ồn động cơ tốt hơn, mang đến cái môi trường tĩnh hơn cho chúng ta. Ambient sound. Normal. Nếu như so với LG Turn 3 MN7 thì mình thấy rằng chiếc Earphone Air Pro 2 này mang đến khả năng chống ồn tốt hơn. Nó cũng phải ngang với khả năng chống ồn của chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 2. Tuy nhiên, so với chiếc Sony VFF1000XM3 hay là chiếc EarPods Pro thì chiếc Earphone Air Pro này có vẻ vẫn kém hơn một chút. Và với mình thì cái khả năng chống ồn như này là quá ổn rồi. Mình hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi sử dụng chiếc tai nghe này. Cái khả năng siêu âm của chiếc tai nghe này so với cái phiên bản cũ thì mình cũng thấy nó đã được nâng cấp lên một chút, với khả năng đẩy cái giọng nói lên rõ hơn. Còn về cái chế độ normal thì nó cũng khá là tĩnh, nó cũng đã loại bỏ đi được khá là nhiều những cái tiếng ồn ở môi trường xung quanh rồi. Có thể coi chế độ normal là một cái chế độ chống ồn thấp hơn của chế độ ANC. Còn về cái microphone của cặp tai nghe này thì vẫn tốt như là ở trên Air Pro bản đầu tiên. Tuy nhiên, cái giọng nói của chúng ta nó trầm và ấm hơn so với phiên bản đầu tiên. Khi ở những cái môi trường ồn ào, nó vẫn khử đi được khá là tốt cái tiếng ồn ở môi trường xung quanh. Đồng thời, nó lại tôn cái giọng nói của chúng ta lên rõ ràng hơn. Mình có thể khẳng định luôn là Earphone Air Pro là một trong những cặp tai nghe có cái mic đàm thoại tốt nhất ở trong cái tầm giá 2 triệu đồng hiện nay. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang test mic của chiếc Earphone Air Pro 2. Mình đang ở trong phòng, tuy nhiên cửa sổ đã được mở và ở xung quanh nhà mình thì đang có rất là nhiều những tiếng động cơ như là tiếng khoan cắt bê tông, tiếng vòi phun nước, vân vân và vân vân. Trong nhà thì cũng có quạt. Cái chất lượng mic của chiếc Earphone khá là ổn,
trong cái môi trường ồn ào như thế này, nhưng mà nó đã có thể loại bỏ đi được khá là tốt những cái tạp âm để tôn cái giọng của người nói lên tốt hơn. Còn về cái độ trễ, mặc dù được trang bị cái Bluetooth 5.2, tuy nhiên khi mà test thực tế thì mình thấy rằng cái độ trễ của nó cũng không khác gì so với cái phiên bản trước, bởi vì là cái phiên bản đầu tiên cái độ trễ của nó đã làm quá là tốt rồi, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 180 ms, có nghĩa là ngang với chiếc AirPods Pro. Với cái độ trễ như này thì các bạn vẫn có thể xem phim, vẫn có thể chơi game một cách bình thường. Tuy nhiên nếu như các bạn chơi những cái game đòi hỏi cái tốc độ delay rất là thấp thì mình khuyên các bạn nên tìm đến những cái cặp tai nghe chuyên cho game thủ. Còn về chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này thì sao? Đây cũng là cái phần mà nhiều người mong chờ nhất ở chiếc tai nghe này. Tổng thể thì chiếc Earfun Air Pro 2 này vẫn là một cái cặp tai nghe thiên hướng về shape, nhấn nhiều hơn vào bass và treble với giải mid được làm lùi hơn về phía sau. Tuy nhiên, so với đời đầu thì chiếc Earfun Air Pro 2 này có cái âm bass trầm ấm hơn, bùng nổ hơn và nhiều về lượng hơn so với cái phiên bản trước. Với những cái bài hát có cái âm trống mạnh mẽ như là dòng nhạc pop UKUS, rap, hip hop hay DJ thì tai nghe này mang đến một cái cảm giác bùng nổ và cảm giác phấn khích hơn so với chiếc Earfun Air Pro đời đầu. Còn lại thì cái dải trung và dải cao gần như không có thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Chúng ta vẫn có một cái dải mid có cái độ trong, có cái độ sáng và có cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Thêm đó là một cái dải chép rất là chi tiết nhưng mà không bị chói gắt. Đây cũng là một cái dải chép vừa phải, không phải là một cái dải chép quá nhiều chép nhưng vừa đủ để giúp chúng ta cảm nhận được cái độ thoáng, cái độ tự nhiên và cái độ bay bổng của cái bản nhạc. Tóm lại, đây là một cặp tai nghe chơi tạp và có thể chơi tốt được nhiều dòng nhạc. Nếu như mà so với chiếc LG Tone Free FN7 thì âm trầm của Earfun Air tốt hơn rất là nhiều. Cái dải mid cũng tự nhiên và cũng trong hơn so với FN7, dải chép cũng nhiều hơn. Còn nếu như so với chiếc Libertech Z3 thì Libertech Z3 mang đến cho mình cái cảm giác sáng hơn và cái âm trường của chiếc Libertech Z3 cũng rộng hơn. Còn về cái âm trường và cái âm hình thì đây là một cặp tai nghe có cái âm trường và âm hình khá là rộng và khá là thoáng, nên là các bạn yên tâm khi mà sử dụng, các bạn sẽ không cảm thấy bị bí cũng như là bị ngột. Tóm lại, Earfun Air Pro 2 là một chiếc tai nghe chơi tạp tốt, được nâng cấp về âm trầm, nâng cấp về chống ồn, có thêm sạc không dây so với cái phiên bản đời đầu. Xin chúc mừng Earfun đã tạo ra một cặp tai nghe chất lượng và rất là sáng giá ở trong cái tầm giá 2 triệu đồng này. Mình tin chắc rằng Earfun Air Pro 2 này sẽ là một sản phẩm rất là hot, rất là ăn khách trong cái thời gian tới. Trong bài review này thì mình cũng sẽ có một cái đoạn thu âm lại cái chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này. Các bạn xem qua thì các bạn sẽ rõ hơn về chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này nhá. Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về, mau thần mau đau thật đau. Căn nhà ta cũng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, thời mình ngu ngơ. Thôi đừng cố, đèn xăng đèn đỏ đôi tới vàng. Dừng hay là chạy theo chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thân thuộc cứ như quán quen xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu. Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Em hãy nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng xa xa. Bài review của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.